Tự tạo lại nhạc. Đang quyền sáng tác chứ tao không mà tạo. Những ghi âm này sáng tác chứ. Đạo nhạc. Ủa? Em có tạo ra lời mới từ cái bài đâu. Sử dụng giai điệu, sử dụng âm nhạc của nó thôi. Hát không đúng tông thì nó cũng bị biến giai điệu beat. Anh lên mở nhạc đâu có biết ai nghe đây. Mấy bài nhạc sàn đó thì đang đâu có biết ai á. Nhạc EDM EDM Alan Walker Hayder. Và đọc thơ anh đi em đang coi video thôi hát đi em hát cái đó tới mai nó cũng có dính công việc rồi đó anh đảm bảo là em đâu có cái nhạc nữa rồi. Hát thì hát hai tông. Ai đánh giai điệu được. Không quét được đâu. Ảo quá. Đã xong. Còn cái nào không ai? Cái nhạc toàn nhạc Nhật thôi hả? Mấy game này nhạc Nhật. Nhạc game. Ừ. Lâu lâu có cái lúc mà đăng nhập á, có cái nhạc Nhật nên hát tình tiếng tinh là chính à. Âm 13 giây rồi. Hả? Anh có bọn làm game này nó cũng đấy nhạc bản quyền.
làm gì bên kia không, thì để em remote rồi cái máy này em bật kiếm tiền mấy kênh kia lên. Em chết lại mà không biết lại cho em. Em thấy remote thẳng vào đây. Để chết mình sẽ bao nhiêu kênh đây. Đừng vào một đường mấy làm luôn thì có nghĩa là chia ra làm. Máy này làm gì, máy này chạy máy ảo à? À, ngồi qua đây luôn rồi. Anh kiểm tra luôn một lần cuối đúng không? Hôm nay em vào trước kênh 1 rồi nè. Hôm nay chưa xong này. Kênh 1 mới về luôn. Đây là 14. Mình cứ đọc IP vào kênh mấy, kênh mấy. À, phải biết em cái kênh mấy đây mình nốt kênh. Rồi check lại link nha, check lại link rồi bỏ kiếm tiền hết nha. Còn link một tí anh check lại lần nữa. Cứ tắt bật cái tiền này, link tí check lại lần nữa xem. Link bây giờ check bật cái tiền trước xong tí. Mà không check link nữa check. Check link là check coi đủ link không hay gì. Check xem cái link nó có đúng không. Đó, đây kênh 1 có rồi mà chưa bật kiếm tiền. Giờ phải check tổng thể lại lần cuối để mà anh có rồi mình sẽ chạy luôn mà. Check xem lấy link chưa, check xem bật kiếm tiền chưa. Không đủ điều kiện là sao cả. Cái tập đó không đủ điều kiện anh bấm cắt rồi thì sao? Cái này như vậy. Video này để riêng tư là có vấn đề gì không? Hình như là mất hình đen đó. À, đâu có hình mà. Hình như là nó đen nguyên bộ cái đó thì kiểu bị tối. Tắt kiếm tiền của cái video cũ 4.000 rồi xem. Tắt kiếm tiền. Tắt kiếm tiền. Thank you.
được cuối em làm sợ thử nó ra hay không, là em biết nó, cái lô mình up mới hết là có đấy. Một đã xong.
về đưa em link driver cái máy nha. 24 thêm vô đúng không?